em ngủ em bị kéo anh ơi, nó phá em quá trời. Con nào cũng như quỷ vậy, mình trùm đen thui cho mình nó trùm khăn đen thui nó nhát em đó, nó đè ngọn cổ em trèo qua bên nặng lắm. Vừa bước qua vừa vừa bước ra khỏi cái bếp thôi là chú đi kịch 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 lên vậy nè, không nói gì hết, lại rút cái cây roi mây dài khúc lại gõ vào đầu hai ông, mỗi ông ba cái mà gõ, mà lúc đó cái tượng khó, nó khó, cứ khó hai ông nào không hát hát bạch vô thường á. À. Lúc lúc đầu gõ ông đen, em đứng gần em coi, lúc đầu gõ ông đen ha, chú gõ có hai cái đầu mà cái tượng lắc kinh 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 luôn nè. Trời ơi, lúc đó em nói mình mấy là xanh lè luôn, tay chân lạnh ngắt, là em bỏ vào em chạy xuống bếp là em Tâm có cầm cái cây á, Tâm kêu 1 2 3 4 bốn lính của người Tâm á đi theo tao. Chú ơi, chú xuống gặp ông Diêm Vương, chú lấy về cho con nghe chú. Con yên tâm đi, chú xuống gặp Diêm Vương chú lấy về cho con đừng có lo, con chờ chú chút. Tôi điện kêu viện hộ pháp thì hàng bay ở nhà giữ nhà, còn bốn lính là ngu đầu mã diện với hát bạch vô thường, bốn bay đi với tao xuống dưới để tao coi nhà như thế nào. Gặp hát bạch vô thường á, ở đầu người Tâm lấy cái cây roi ra, người Tâm gõn đầu nó, hối lộ nè. Ba cây thằng kia cũng vậy. Rồi xong tối bình thường, xong sáng dậy hỏi bé Nhung, tối qua con ngủ ngon không, còn thấy hàng đó nữa không? Nó dạ hết rồi chú ơi. Tao quýnh nó mẹ nó chưa rồi, coi như tao có bốn lính, tao quýnh hết mẹ bốn thằng nè. Bỏ ba cái lên đầu hát hát vô thường với ông bạch vô thường, gõ hai ông mà cái tượng hai ông mà lắc. Lúc đó là em phải nói là tim nó không còn đập nữa, phải nói là đứng tim luôn, là sợ mà chạy luôn, tại đang đứng rất là gần luôn. Tại đây đúng không? Rồi ok, tôi sẽ cho một tượng địa tạng xuống, cho đi tu. Địa tạng dắt đi tu, đúng không? Còn Nhật Tâm sẽ thỉnh thêm một tượng nữa là tượng mẹ Thiên Thù Thiên Nhãn, là để gia hộ cho cái ngôi gia đó được bình an, cho tất cả mọi người được bình an, không ai xâm vô được hết. Đang đi lệch cái hướng đó, và cái bản ngã của bạn đang lên cao, và khi mà bạn gặp được cái xác của bé Nhung này là bạn rất là mừng. Nhật Tâm ở đời trước, Nhật Tâm cũng nói rồi, ngu đầu á mã diện á là bắt những người thành quỷ thành tinh, những người mà mới mất á thì hắc bạch vô thường sẽ đi dắt về, còn những người mà dạng lâu năm thành quỷ thành tinh, nói đúng luôn là cái lực của thì trong khi chờ đợi Nhật Tâm ra đó, em còn nhớ lại cái quãng mà cái thời gian mà sau khi Nhật Tâm mà bước xuống cầu thang xuất hiện, mà khi nãy em kể không, là lúc đó diễn biến như thế nào? Cái lúc đó mà phải nói là cái tướng chú đi là phải nói là khác người luôn, là thay vì một con người bình thường đi là tướng bình thường vậy đó, như bao người vậy đó, mà khi mà chú xuống là không nói gì hết, xuống là đứng từ kịch cộm như nè, vô ông gõ cốc 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 cái tượng khỏi vô đầu ai, khỏi vô đầu ngu đầu á, trời Phật ơi, khổ mà lắc cái tượng luôn, thấy mà lắc cái tượng, nó là lúc đó là không còn biết gì nữa, là nó rồi xong, tới rồi, tới chuyện rồi. Thì xong tình trạng đó thì không thấy ông ngu đầu nữa, không thấy ông ngu đầu mà diện á, là vợ em kêu là không thấy nữa. Nhưng mà lúc mà chú kêu là bà gì, bà đứng ngồi ở mã, bà ngồi đó bà chờ, kêu là về bắt nhỏ này luôn, lần này quyết định là bắt luôn á, không tha là không tha đó, cỡ nào cũng phải bắt được. Là lúc đó là hai vợ chồng là thức trắng đêm nữa, sợ, kiểu như trong lo sợ mà phải nói là ra mặt luôn, kêu là sợ ra mặt luôn á. Tức là sau khi Nhật Tâm là bước xuống cầu thang xuất hiện, thì lúc đó là vợ em là hết thấy ông ngu đầu mới diễn nói chuyện này kia luôn. Dạ đúng rồi, là lúc đó là chú có đi nhà em coi khung cảnh nhà em, coi đất đai nhà cửa nhà em sao. Thì lúc đó chú bước, trước khi chú bước vô cổng nhà thì chú vẫn là người bình thường tiếp, nhưng mà khi chú bước vô là không phải là người, là chú nữa, nó thật sự ra sao không biết phải, là chú thay đổi hình dạng đi và cả nét mặt nữa. Lúc chị... đó là hình dạng Nhật Tâm đi khác đường à? Khác liền, là lúc ngoài là đi là thấy chú đứng bình thường, nét bình thường như nào, mà khi mà bước ra tới cửa cổng là đi như nào, đi tướng kình 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 quên quang ra ha, giống đúng, như một vị tướng nào ha. Dạ đúng rồi, là lúc đó ông nói rồi không phải chú rồi,
là tình trạng này là chắc cũng căng lắm. Thì thấy chú đi ra, đi vô, như lộn đi vô rồi đi ra, xong cứ tưởng là cũng xong rồi, cái chú mới đi vô lần nữa. Chú mới vô lần nữa, rồi lúc đó thì chú mới nói là chú thấy là nhà con phải nói là như cái động dơi rồi. Nghẹt hết. Là ma quỷ đó hả? Dạ đúng rồi. Nào là le lưỡi, nào là trăng nanh, nhăn mặt, nhe, nhét chú, mà chú không nói là chú không sợ, mà thấy đông lắm. Chú phải nói là kêu chú nói là chú đếm luôn á, là mấy ngàn người luôn. Ông nói là nhà con như cái động dơi đó. Đụng ổn cái là bay như dơi, bay luôn. Như dơi bay ra hang luôn. Là ma gì nhiều gì đó. Dạ đúng rồi. Là ý là em ở trong nhà đó mà vẫn có cảm giác là lạnh lẽo vô quán luôn. Đó. Là ngay chỗ nhà em ở đó ha. Dạ đúng rồi. Mà hồi trước ở đó là chiến tranh đó. Khu đất đó chiến tranh rồi, lính rồi quân binh chết nhiều lắm. Đó. Rồi cái lúc mà Nhật Tâm bước xuống mà khỏ cái đầu của ông Ngu Đầu đó, yeah. Lúc đó là khỏ mấy cái, và cái chuyển biến lúc tiếp theo nó là như thế nào em? Là lúc đó là chú gõ ba cái. Gõ ba cái là lúc đó thấy cái tượng lắc luôn là sợ. Lúc đó có nghe Nhật Tâm nói gì không? Dạ không. Không phải, cái lúc đó phải nói ra là không phải là chú Nhật Tâm luôn. Mà là ai á, ai làm á. Kiểu là như vậy. Là lúc đó là chú ký đầu xong, chú đưa tay ra kêu nhã là nhã. Khi nhả ra xong lại kêu vợ em hả không ra, bỏ vô vuốt xuống phong ấn rồi luôn. Là lúc đó là em sợ, thực sự rất là sợ luôn. Phải nói là... Ủa? Lúc đó là kêu nhả, là kêu ai nhả ra? Kêu Ngu Đầu á. Trời ơi. Kê vô miệng Ngu Đầu kêu ký xong kêu đưa tay vô không nói gì hết. Kiểu như là em nhận thức ra được là đang kêu nhả. Mà ký xong vừa gõ cốc xong là thấy tượng lắc xong đưa tay vô. Nắm lại xong là kêu vợ em, kêu cái giọng phải nói là rất là gắt luôn. Phải nói là, lúc đó kêu thì sao? Nó kêu là tả. Lúc đó phải nói là giờ kêu là con nhả không ra. Là vợ em nghe theo là nhả không ra, quăng vô cái là vuốt xuống phong ấn luôn. Giống là, như là quăng cái hồn vô đó hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó vợ em bình thường là em sởn da gà lần nữa, là em nói lúc là tay chân em tỉnh hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó tay chân em run còn dữ hơn là cái lúc mà thấy bị ký, là cái tay chân em lắc vô luôn nè. Lúc đó tay chân em lắc vô luôn nè. Là lúc đó là thấy chú phong ấn xong á, chú hỏi sao bình thường chưa, nói chuyện coi. Là giờ em nói chuyện là một người bình thường rồi. Trời ơi. Là em mới cảm giác là vợ em bình thường lại, là em mừng, là lúc đó em mới không còn bị tình trạng run người hay là lạnh người nữa. Và lúc đó em nghĩ là chắc giờ em xong. Là tối hôm đó chú xuống nhà đó, là ông mới thấy là ông kêu nó nhà như cái động dơi. Bây giờ động ổn cái là bay như dơi ra, dơi mà bay ra hang vậy. Cái chú mới đi ra sao á, chú mới nói kể là chú đi ra sao, chú đứng ngay cái mã, chú mới thấy bà dì mới ngồi đó, mới đợi bắt hồn, mới đợi bắt vợ em á. Là bà dì lúc mấy ngày trước là nhập vô dạ, Nhung á. Dạ đúng rồi. Ý là trước đó là ông cậu hai với chùa, ổng lúc mà còn sống ổng tu á, ổng tu kiểu là tu thành chánh quả hay gì rồi đó, là cậu em có năng lực rồi. Có năng lực làm luôn, nhưng mà khi cậu em vừa mới mất á, cậu em không thể làm được, cậu em chỉ có thể là cầm cự lại thôi. Nhưng mà lúc đó cậu em có bắt bà dì đi đó, nhưng mà không biết sao chắc bà trốn nữa. Là về chú Nhật Tăng thấy nói bà làm gì bà đi, bà ngồi đó bà canh kìa, bà canh con bé này về bà bắt cho bằng được đó. Bằng này bà quyết định bà bắt cho bằng được con bé này nè, bà không trả là không trả đó. Là nguyên đó hai vợ chồng mất ngủ luôn. Là thì tới mà mờ sáng thì vợ em mới nằm thấy là bà dì em về chung với ông Hắc Bạch Vô Thường. Mà em ý thức lúc đó nó nói, ủa tại sao mà một cái hồn, một con quỷ, một cái hồn hay một con ma gì đó mà tại sao đi chung ông Hắc Bạch Vô Thường. Là em thấy kỳ, em cũng nghĩ gì nhiều. Em mới kể lại cho chú Nhật nghe, kể lại cho chú Nhật Tâm nghe. Là chú Nhật Tâm mới kêu nó rồi, biết rồi, mua chuột. Chú Tâm mới kêu là cái này là mua chuột rồi, hai thẻ vàng đó, mỗi ông hai thẻ, là hai ông bốn thẻ, hầu chú lấy lại cho ha, hầu chú lên chú chị. Thì tối hôm đó thì chú không nói gì hết á. Chú đang ở dưới bếp, người cũng là người bình thường luôn, vừa bước ra khỏi cái bếp thôi là chú đi kịch lên nè, không nói gì hết. Lại rút cái cây roi mây dài khúc, lại gõ vô đầu hai ông, mỗi ông ba cái mà gõ. Mà lúc đó cái tượng nó khó. Hai ông nào? Không, Hắc Bạch Vô Thường á. Lúc đầu gõ ông đen, em đứng gần em coi, lúc đầu gõ ông đen ha. Chú gõ có hai cái đầu mà cái tượng lắc kinh luôn nè. Trời ơi, lúc đó em nói mình mấy năm xanh lè luôn, tay chân lạnh ngắt là em bỏ vô, em chạy xuống bếp là em mới rút cái đầu em nhìn. Là thấy chú quýnh cái cây thứ ba xong, cái em mới lén lén coi quýnh bên ông Hắc Bạch, ông Bạch Vô Thường.
Thì chú quýnh cái nữa, lắc cái tượng nữa, nó rồi rồi, hai hôm nay chắc cũng không phải vừa rồi, ăn đòn cũng no rồi. Là chú quýnh xong chú mới kêu nó là xong rồi đó, hết dám rồi đó, không dám đút lót nữa đâu. Hai miếng vàng ha, hai thằng là bốn miếng ha, tao quýnh cho bởi đó. Là lúc đó chú nói vậy xong là kể từ lúc đó giờ em không thấy nữa, không thấy bốn ông đó nữa, không thấy cái hồn của bốn ông đó nữa. Dạ, không thấy bốn ông đó nữa. Ờ, giống như là bốn cái người đó giống như là sai phạm gì á thì Nhật Tâm mới dùng cái biện pháp mà trừng trị và đánh như vậy. Dạ, lúc đó là phải nói là tả lại, phải nói là như nếu như mà những người mà không biết á hoặc là không tin á, phải nói là như là đang diễn một bộ phim, hay là mình đang diễn một cái vở kịch nào đó, hay là mình đang giỡn hay cái gì đó. À, nó như là trò chơi vậy đó. Nhưng mà khi mà chứng kiến á và ngầu trong hoàn cảnh đó, là cảm nhận cái khung cảnh đó, phải nói là thật sự rất là ghê. Lúc đó là em thấy Nhật Tâm với hành động của Nhật Tâm mà cứu và quýnh gôi là em gùng gợn lắm á. Dạ đúng rồi, là lúc đó là mình mày lạnh tanh luôn. Lạnh tanh mày, phải nói hiện giờ là kể lại mà em còn sợ mà còn nổi da gà luôn. À, mình mày lạnh tanh luôn, vuốt tay vuốt chân. Lạnh tanh hết rồi, nói rồi không được rồi, chạy liền, là chạy xuống bếp trốn liền, là mình mày ấm lại được xíu. Cái xong lén đút đầu lên coi quýnh xong là lên tới quýnh ông Hắc Bạch, ông Bạch vô thường á, quýnh tới ông Bạch vô thường là bắt đầu mình mày lạnh hơn nữa. Lúc đó mình mày lạnh hơn nữa, nhưng mà bây giờ ngu chạy lên coi anh chi, bây giờ thấy rồi, bây giờ đứng luôn, là lúc đó em tay chân đứng luôn không được luôn nè, là ba em cũng đứng coi nữa, là hai cha con đứng luôn, hết dám chạy luôn, là lạnh. Lúc đó luôn. Cái biểu hiện của Nhật Tâm nói như thế nào? Không nói luôn, chỉ quýnh vậy. Dạ, chỉ quýnh là ấy thôi. Khi mà quýnh xong á là chú đi xuống bếp, chú hỏi, chú chỉ nói là xong rồi đó, nó hết dám rồi, thằng hai miếng ha, hai thằng bốn miếng ha, lần này là no đòn luôn. Vậy là nó quýnh cái đó là ăn hối lộ đó hả? Dạ đúng rồi, Hắc Bạch vô thường. Dạ trời ơi, là lúc đó bà dì bà ăn hối lộ, bà đút lót bà ăn cho hai ông ăn hối lộ á, là nghe chú Nhật Tâm nói lại xong là sợ như gà luôn, là sợ. Nhưng mà khi mà thấy chú làm vậy xong là vợ đi ngang chỗ đó là không bị nữa, không bị nhát, không bị bốn ông đó hết là... thấy luôn. Dạ, không bị bốn ông đó ra hiện lên thấy nữa. Và hai bữa nay á, Nhung cho anh hỏi á, là hai bữa nay rồi trong người của em á, là còn cái cảm giác thấy nằm mộng hay mơ hay là có biểu hiện gì nữa không? Dạ, bây giờ chỉ có thấy là kiểu mệt trong người, chứ còn rất thấy bình thường. Còn mệt trong người ha? Dạ. Nhưng mà cái biểu hiện mà giống như có một cái phần nào đó vô người em, với em không có thấy mà ông Hắc Bạch vô thường ngô đầu máy diện nữa phải không? Dạ, không thấy ai nữa. À, ti ấy xong phần bố ông đó, nhưng mà vẫn còn mấy cái dòng khác á, vẫn còn mấy dòng khác á, về nó quậy dậy, về nó ngủ là nó kéo tay kéo chân. Lúc đầu cái đêm thứ nhất thì nghe vợ kể thì cũng không nghĩ chắc bị giấc tối không sao, thì ai ngờ ngày hôm sau thấy tận mắt luôn, là vợ đang nằm ngủ vậy á, không chưa có tỉnh mà nó nắm tay nó kéo lên mà xong thổ xuống nắm lên, nó buông xuống mà hai con mắt không đang nắm bên này. Trời ơi, nghe em diễn tả ghê. Trời ơi, lúc đó em sợ, em nói rồi tới nữa đâu hả, ủa cái gì nữa vậy trời. Là nói thiệt với anh, lúc đó là phải nói là xung quanh là không có ai, là em đang ở cách xa vợ em là khoảng chừng là một mét mấy, gần hai mét, mà vợ em chỉ ngồi trên một cái ghế thôi, mà nó nắm giò vợ em, nó kéo mà cái ghế nó chạy đi luôn, kêu két đi luôn. Em mới chụp vợ em lại, trời ơi, em mới dỗ vợ em cho một cái, mà em kêu tính dĩ liền. Cái vợ em mới giật mình, vợ em mới tỉnh lại bớt, cái em mới hỏi sao á, cái gì có nhớ gì không. Nó kêu nó em ngủ em bị kéo rồi nè, nó phá em quá trời, có con nào như quỷ vậy á, mình trùm đen thui, cái mình nó trùm khăn đen thui, nó nhát em đó, nó đè ngọn cổ em trèo qua bên, nặng lắm. Còn kể nó bốn ông kia giờ xử xong mà giờ còn mấy ông này chắc còn nước chân, tức là mấy cái hương linh mà ở ngay nhà em đó ha. Dạ, tại còn... lúc mà chú đi xuống á, cái nó lén nó đi theo chú, lén đi theo chú về, nó theo dõi vợ em, đừng mà nó coi nó bắt, mà nó vô không được, cái nó phá như vậy đó. Mà cái lúc đó em thấy là trời, mà sáu giờ rưỡi rồi đó, gần 7 giờ, là trong khoảng thời gian từ 6 giờ cho tới 7 giờ đó, là nó cứ quậy vợ em liên tục luôn á. À, nó kéo tay kéo chân, nó kéo trước mặt em luôn, cái giò này phải không, nắm nó kéo lên nó ghì lại tới luôn. Là em thấy vậy luôn đó hả? Dạ đúng rồi, nó nắm kéo lên ghì lại tới luôn. Em mới giật mình, em nhảy ra, em mới tưởng nó vợ em đạp, em muốn nói gì, cái hồi tự nhiên em né ra, tự nhiên
cái giò cũng y chang luôn, nắm kéo mà cứ ghế nó kêu két đi luôn. Em mới lật chụp cái ghế là chụp vợ em, là em dỗ vô dài cái em kêu tỉnh vậy vậy lên. Nghe tí ghê vậy. Mà lúc đó có em ngồi kế bên mà vẫn bị vợ em vẫn bị kéo chân như vậy. Dạ đúng rồi, em mới lúc đó là... Nhung còn nhớ gì không, lúc mà bị kéo á, lúc đó cảm giác em có biết không? Dạ dạ biết biết ha, kéo là biết nhát là biết. Lúc em đó em tỉnh rồi, lúc đó lên Nhật Tâm đã tỉnh rồi, còn cái bị những cái dòng khác nó cái rồi nó phá là vẫn biết. Như cái dòng nó hình dạng và cái hình dáng như nào em kể lại cái Tích Thăng em nói nha. Dạ chị nhớ là thấy được nhiều bóng thôi chứ không có thấy được, không thấy mặt nguyên hả? Mặt dạ không có thấy rõ mặt được. Như những cái bóng đó em thấy là như là bóng đàn ông hay đàn bà không? Dạ có đàn bà. Đàn bà hả? Dạ nhưng mà kiểu giống như là chặt tuổi lớn lớn không à, không có nhỏ tuổi. Có cảm giác mà mình thấy giống như là quỷ có nanh gút gì không, hay là chỉ có bóng đen thôi? Dạ kiểu có người mặc đồ màu đen vậy đó, kiểu giống như trong phim mà mấy người mà đi bắt hồn á, mà mặc cái bộ đồ màu đen chùm mũ á. Trời ơi, dạ. Giống như ông Hắc Bạch Vô Thường hay là gì ghê vậy? Không phải, nhưng nghe, mà không nghe, phải nghe, là Hắc Bạch Vô Thường. Em nghe vợ kể lại mà em cứ tưởng như không, em nói ủa nhớ bị quýnh không mà ta, mà không chắc không có đâu. Vậy là mấy rồi, bóng dạ. Dáng của như là của ma. Dạ. Dạ. Em mới kêu nó rồi, chắc này là quỷ rồi, quỷ ma gì ở đâu phá rồi. Là lúc đó là vợ em tỉnh tỉnh lại xíu là em mới kêu bây giờ em ra đút nhang cho bên ông bên bà đi. Đút nhang cho hai bên đi, nói là xin đi rồi xong á, xuống nói là bây giờ á là đừng có phá tôi nữa, tôi mét chú Nhật Tâm á. Tôi mét chú Nhật Tâm á. Là lúc đó vợ em vừa nói xong là làm xong hết những gì em đó là không bị nữa. Nhẹ rồi, cảm giác người nó nhẹ lại thôi. Lấy tên Nhật Tâm ra nhắc là nhẹ liền. Dạ đúng rồi, mơ nhìn thấy trong đợt kiểu là chú Nhật Tâm cứu con là hết, không thấy nữa. Ôi, ngộ á. Dạ. Mà hai lần rồi, một lần ở nhà nữa phải không? Dạ, là mỗi lần nhắc tên Nhật Tâm là thấy nhẹ liền hết liền. Dạ, nhưng cứ nhắc tên là nhẹ người hết liền. Là em cảm nhận xung quanh nữa là cảm giác rất là nhẹ luôn. Cảm giác của bản thân em cũng nhẹ lên hơn luôn. Đó, là em cứ nói vậy thôi, bây giờ em ra thắp nhang đi. Ra thắp nhang cho bên ông bên bà đi. Rồi xong vừa thắp nhang xong rồi chú Nhật Tâm xuống, chú hỏi là tình hình tối giờ làm sao. Thì giờ em kể lại đầu đuôi như vậy luôn. Là chú nói là bây giờ là con này vẫn còn nước chân. Là bây giờ là chú kêu là bây giờ là còn quýnh một trận lớn ở dưới nhà con nữa. Trận này quýnh là phải nói là quýnh siêu lớn luôn, quýnh là kinh động trên dưới luôn. Trời, nghe em nói anh cũng tò mò. Kề Nhật Tâm ra kìa, để em thôi vậy, để có Nhật Tâm để anh trò chuyện và anh hỏi sẽ kỹ hơn nữa. Dạ. Nãy giờ thì trước khi để em tắm xong ra đây thì nãy giờ anh cũng từng nghe hai vợ chồng của em Phong thì kể về cái vụ tâm linh của em Nhung á. Ừ. Nghe cũng rất là gần người. Thì những cái sự việc đó thì để biết rõ hơn á, thì anh nhờ em cũng như là cho khán giả biết thêm một số cái thông tin. Thứ nhất là bà dì của em Nhung là Nhật Tâm, là với mấy cái hương linh mà tại cái nhà của em Phong á. Ừ. Thì như thế nào, mà tại sao hùng hổ với em Nhung như thế á? Thì cái mục đích của dì của bé Nhung á là muốn lấy cái xác của bé Nhung để làm chi. Tại vì mình cứ suy nghĩ đơn giản thôi, cái tướng của bé Nhung nhỏ thì nó sẽ kiếm cái bộ đồ nó bận cho vừa, bé Nhung hiểu không? Coi như là cái kiếm bộ quần áo á, bận cho vừa cái tướng. Chứ bây giờ cái tướng bé Nhung nó nhỏ quá mà bận nguyên cái bộ đồ mà người 70-80kg, 90kg làm sao mà bận vô, nó sẽ bị tuột, nó sẽ khó giữ được. Còn cái tạng người của bà dì của bé Nhung vừa cái giấy tạng người với bé Nhung ngon quá mà trời ơi, lâu lâu được cái kiếm đâu ra hốt liền. À, tức là em đã thấy được cái hình dáng, cái bóng dáng của bà dì. Đúng rồi, đã phức của bé Nhung. Đúng rồi. Đó rồi thôi được rồi, mà buổi tối đó là nói là để chú xuống dưới nhà của con, chú coi nhà coi như thế nào. Thì Nhật Tâm có cầm cái cây á, Nhật Tâm kêu 1, 2, 3, 4, 4 lính của Nhật Tâm á, đi theo tao.
Là trước khi đến nhà của em Phong là em đã gọi bốn người đó đi theo không rồi. Có. Là lúc mà đưa bé Nhung nó về tới nhà của Nhật Tâm á, là buổi tối đó là nó đúng luôn gần cả ngày. Đưa được bé Nhung về tới nhà là Nhật Tâm bỏ đó. Tại cái nhà mình nó đúng luôn muốn gọi cái nhà muốn gọi Ngô Tâm Bảo gọi, muốn gọi cái gì gọi. Nhưng mà đưa về nhà mình là đã an toàn rồi. Bây giờ cứ trước rồi xong xuôi hết an toàn rồi đúng không? Đi cứu người trước cái đó tính tiếp. Là phải vòng ngược ra chợ rẫy để hốt cái ca đó, hấp hối đưa về Bến Tre. Trời ơi, ca nghèo quá. Đúng rồi. Rồi xong xuôi hết Nhật Tâm quay ngược về tới Sài Gòn là sáng. Ở lúc đó Nhật Tâm ngồi nói chuyện này nọ, đánh chống lãng luôn. Nói sáng là mệt lắm, không có làm được cái gì đâu. Muốn gì từ trưa đổ đi, về tối, muốn làm gì làm. Giờ ngọ hoặc giờ tí ha. Đúng rồi. Rồi xong thì mình nói là mình đánh trong lãng thôi, để cho không ai biết không ai nghe. Rồi kêu thôi đói chứ con mua đồ về ăn đi. Mua đồ về mình làm vô luôn rồi ăn vô. Ăn vô xong bắt đầu buồn nôn, ói kêu dắt nó vô chổng ói đi. Ói không ra. Uống nước vô đi con. Dập liên tục coi như là cho xuống luôn á. Tức là lúc mà em kêu bé Nhung ăn là em đã xên. Đúng rồi. Phật pháp hay xên gì giống đó để cho em Phật pháp không à. Mình làm gì cũng Phật pháp không à. Chứ mình không có dòm đi. Đi khỏi cái vấn đề. Mình ở đây là Nhật Tâm không có chơi vấn đề bùa với ngải à. Không binh gia không bùa ngải. Chỉ có mình dùng cái tâm của mình, lòng từ bi của Đức Thế Tôn, và mình làm vấn đề Phật pháp vô thôi. Dạ. Trước khi mà em kể cái phần tiếp theo á, cho anh hỏi thêm một câu quá trình mà tại sao em thấy đủ duyên cái phần của dưới em Nhung này á, mà em xem qua cái clip mà cầu cứu á, thì em mới chạy gấp về nhà của người ta. Nói thẳng luôn, không phải là một người cầu cứu, mà chính cái người mà tu ở trong chùa mà là cậu của Phong nè. À, nãy em Phong có kể là cái cậu từng tu. Dạ, đúng rồi. Là cầu cứu ngay bên tai Nhật Tâm, lúc đó xe Nhật Tâm đang đậu ngoài chợ rẫy để chờ chở cái ca hấp hối đi về Bến Tre. Trời ơi, em đã nghe trước đó luôn. Đúng. Thì Nhật Tâm mới nói bà xã đang ngồi kế bên đó, gọi ngược lại coi. Gọi ngược lại coi cái ca đó ở một chỗ nào vậy. Cái mới bắt đầu lấy địa chỉ. Lấy địa chỉ. Nó giờ tình trạng nó làm sao. Gọi video call qua coi. Rồi gọi Zalo mà thấy mặt luôn á. Gọi qua. Thì bé Nhung nó kêu là chú Nhật ơi cứu con. Nói đâu sao biết tên chú Nhật hay vậy ta. Cái mình ngồi ngó. Mà thấy nó hai hàng nước mắt nó cứ chảy. Bé Nhung mà. Thấy hai hàng nước mắt bé Nhung nó khóc kêu chú Nhật ơi cứu con mà nước mắt nó chảy. Con chờ chút đi, lát chút xuống tới nơi giờ. Là Nhật Tâm xuống tới nơi là Nhật Tâm biết hết rồi. Bước vô nhà nói. Rồi bắt đầu á, bé Nhung òa lên khóc là con chú cứu con rồi, nó có chú Nhật rồi này nọ rồi. Nói thôi giờ nó tóm gọn muốn gì nó không muốn. Đi lên xe đi về nhà chú Nhật. Rồi chú Nhật tính tiếp. Tại có một mình à. Mà hai nơi. Trên đường đi xuống bé Nhung thì ở bên chợ rẫy nó báo là có giấy xuất viện rồi. Nó mẹ ơi, không lẽ cái người mình sẽ ra làm đôi. Bên này cũng chết, mà bên kia nó cũng chết. Mà bên kia, đường nào nó đúng luôn, bên này mà nó mình không cứu thì nó chết luôn. Mà khả năng cứu sống được. Rồi bên kia đường nào đưa về cũng chết. Thôi giật quốc bên này cứu mạng bên này trước đó đi. Tức là em sẽ chạy, sắp xếp chạy qua bé Nhung trước. Đúng rồi. Tại vì nó sẽ cho mình hai cái con đường y như là cái ngã ba á. Ngã ba mà để cho nó hình như ngã ba nó để cho mình giờ, một là cứu cái người sắp chết mà sẽ được sống, với một cái người đưa về để gặp gia đình cũng chết. Ủa tại cái mình nó làm cho mình bị nên cái nên tại sao Đức Phật hay nói là từ bi là phải có trí tuệ. Mình làm, mình mở tâm mình ra, mình giúp bà con, nhưng mà từ bây giờ phải có trí tuệ, mình phải làm cái bên nào trước.
thì Nhật Tâm mới gọi ngược về bên Chợ Rẫy. Giờ có giấy xuất viện thì bây giờ ráng ở trên bệnh viện kéo đi. Bây giờ cái trường hợp ở môn á mà không giúp là nó sẽ chết. Còn trường hợp này đưa về đằng nào cũng phải chết rồi. À, hay quá. Chờ được không? Nếu anh chờ không được thì anh kiếm xe dịch vụ anh đi. Chứ bây giờ cái trường hợp này không giúp là không được. Là người ta nghèo đâu có tiền đâu, phải chấp nhận chờ. Rồi bắt đầu Nhật Tâm đi xuống, bốc bé Dung chở lên nhà Nhật Tâm, đưa vô được trong nhà là yên tâm rồi. Rồi con ở đây nha, để chú đi hỗ trợ ngoài Chợ Rẫy xong chú đi về Bến Tre, xong chú về chú tới phiên con. À, đưa được vô nhà là yên tâm rồi. Tại vì lúc mà bé Nhung còn ở tại nhà của bé Nhung ở đó thì em sợ là những cái hương linh, những cái vong linh ở đó sẽ đúng rồi bắt cái hồn của bé Nhung đi luôn. Đúng rồi, mà không có ai quản lý được nữa. Đưa về nhà mình đi rồi còn 6 lính nữa lo cái gì. À, giờ bắt đầu Nhật Tâm làm xong xuôi hết, tới lúc Nhật Tâm về là Nhật Tâm kêu ăn đi. Rồi bắt đầu những diễn biến xảy ra, ăn xong vô toilet ói, mà ói không được, ra kêu uống nước vô đi, dập tới tấp luôn. Xong xôi hết rồi cái là bé Nhung kêu ông đầu trâu á, ngu đầu á, hút cái hồn của con nữa rồi. Nó đúng luôn là con người của mình á, nó có cái người ta hay gọi là cái vía mà vía khôn vía dại á, để mà mình kiểm soát được á, thì nó hút cái một cái của con nữa rồi. Rồi hút thêm còn một cái của con nữa rồi, là hai cái rồi. Bây giờ chú sao chú lấy về hai cái đó cho con. Lúc đó nói cái là cái hồn đúng không? Ừ, cái hồn khôn, hồn dại. Ba hồn mà bị lấy hai hồn mà. Đúng rồi. Nói rồi thôi, yên tâm đi, con chờ chút đi, lát chú lấy cho. Con cho chú nghỉ mệt chút, chú mới đi về chú đuối. Là bắt đầu nó hồi nữa cái vô toilet nó ói. Ở đây mình dập nó tới tấp, cái mình lại ngu đầu, đầu dâu á, chả ói hai đó ra đây cho tao, bớt giỡn mặt. Ói ra cái bắt đầu kêu bé Nhung á, con lột hết đồ tư trang gì của con ra, hai cái vòng cộng dây chuyền bằng bạc để lên mặt ông cho. Thì bé Nhung nó vô xong xuôi hết nó ra, cái kêu chú trả lại cho con hai cái rồi đó, đeo vô đi. Là bắt đầu bé Nhung nó trở lại vị trí ban đầu. Thì Nhật Tâm cũng xong rồi, mệt rồi, Nhật Tâm lên tắm. Lên tắm xong xuôi hết rồi, Nhật Tâm tắm xong xuôi hết rồi, cái là Nhật Tâm lại nghe bà xã chạy lên kêu nó hút một cái nữa rồi. Hút một cái nữa hả? Rồi giờ chút đi, lát tôi xuống tôi xử lý liền. Vậy cái lúc mà bà xã của em lên báo cho em hút một cái, là lúc đó là biểu hiện của ai nói ra, của bé Nhung nói ra? Hai vợ chồng luôn. Hai vợ chồng kiểu như là vợ kêu em, nó nói em như vậy thì em mới là đặt em chạy đi kiếm chú với vợ chú được mà giúp. Thì lúc đó chạy sau thì chạy ra nhà sau nhà trước, không thấy cái hầu, thấy vợ chú trên cầu thang đi xuống thì mới thấy, mới báo cho vợ chú biết, nói bây giờ cô ơi, nói chú Nhật Tâm chú con, cái là bây giờ ông ngu đầu ông bắt hồn nữa rồi, bây giờ ông kêu ông bắt lại hồn nữa rồi. Đó là lúc đó là cô mới chạy lên chứ cô kêu chú xuống. À, rồi xong xuôi hết Nhật Tâm mới nói chờ chút đi, xuống liền. Cái bắt đầu xuống thì Nhật Tâm xuống, Nhật Tâm nói tại vì cái giọng nó, cái Nhật Tâm ngồi nói chuyện thôi, lấy mất cái giọng của con rồi đúng không, trả lại cho con hết rồi, bây giờ lấy mất cái giọng của con rồi đúng không, rồi bây giờ chú sẽ lấy cái giọng của con về lại cho con. Nói chú ơi, chú xuống gặp ông Diêm Dương, chú lấy về cho con nghe chú. Con yên tâm đi, chú xuống gặp Diêm Dương chú lấy về cho con đừng có lo, con chờ chú chút. Tại lúc đó mới tắm xong còn bụng mùi xà lón, bụng mùi cột. Chờ chú chút, chú lên chú bận áo, chú thay đồ, cái là chú xuống dưới gặp ông Diêm Dương chú lấy xuống cho con, đừng lo, ngồi đó đi. Là Nhật Tâm thay đồ xong xuôi hết, Nhật Tâm xuống, Nhật Tâm ký đầu trâu 3 cái. Nhật Tâm kêu ói ra,
là ói ra là Nhật Tâm quay qua. Con mở miệng ra coi, là Nhật Tâm đẩy ngược vô, là trở về vị trí lại ban đầu luôn. Là lúc đó là Nhật Tâm nói: ủa còn là tài xế của Nhật Tâm, mày làm gì mày ngó dữ hả? Nó không, em thấy tim em thòng luôn rồi, em ra đằng trước em đứng luôn rồi, thôi em không nói nữa đâu. Là lúc đó là lúc đó là em với anh đó là hai anh em đứng đơ luôn rồi đó. Là kiểu như diễn biến là không có báo trước luôn. Là ảnh vừa nhìn vô đây cũng em cũng vừa nhìn vô luôn, là hai anh em nhìn vô thấy là xong, là ảnh đứng anh ôm ba lô mà tay anh đứng nhìn như không nhìn. Để xong chú Nhật Tâm vô, chú Nhật Tâm mới kêu Cường, anh giật mình bắn lận anh ơi giờ tim mình thòng rồi, là anh bỏ vô anh chạy ra ngoài. Lúc đó giống như là Phong với tài xế của Nhật Tâm là thấy cái biểu hiện của Nhật Tâm rồi làm rất là khác thường, giống như là đang quản lý và đang trừng trị miền lính của mình á. Dạ đúng rồi, mà làm không phải báo trước nữa mà làm rất là bất ngờ luôn. Là lúc đó là tay chân ngầu cứng đơ luôn rồi, tay chân ngầu cứng đơ mà run cầm cặp người luôn rồi. Là còn cái anh tài xế đó ảnh cũng đứng cứng đơ luôn rồi, ảnh run luôn rồi. À rồi chú muốn quay lại kêu Cường mà thấy sao là ảnh kêu nó anh ơi em thòng tim rồi, ảnh bỏ vô ảnh chạy luôn. Còn cái việc mà nãy em Phong này có kể cho anh nghe, Nhật Tâm là nói là ông Hắc Bạch Vô Thường ăn hối lộ, cái việc đó là sao hồi nãy? À cái vụ đó hả? Là cái buổi tối mà Nhật Tâm đi xuống dưới nhà coi, lúc đó là bé Nhung là đã ở trên nhà của Nhật Tâm rồi. Thì Nhật Tâm sẽ xuống lại một lần, tại vì cái bữa đêm mà đưa bé Nhung về nhà Nhật Tâm thì Nhật Tâm không có đi quan sát được cái nhà. Lo gấp rút cứu bé này trước. Rồi tới lúc Nhật Tâm đi cấp cứu xong xuôi hết về, con bé này trở về bình thường rồi á, thì Nhật Tâm nói thôi tối nay xuống nhà coi nhà như thế nào, thì để sơ tối xuống đi. Nó cái má của Phong hỏi: ủa vậy mấy giờ chú Nhật xuống? Cái giờ của em đi là cái giờ mà âm binh nó đi không à. Là Nhật Tâm xuống dưới là 12 giờ mấy. 2 giờ mấy phía á. Rồi xong xôi đi từ đầu tới đuôi đi từ đuôi á. Tại vì trước khi mà bước ra cửa, Nhật Tâm kêu 1, 2, 3, 4, 4 bay đi theo ta xuống dưới, để cho tiêu diệt hộ pháp ở nhà dưới nhà. 6 thằng phải để cho 2 thằng ở nhà dưới nhà có gì bảo vệ cho bé Nhung. Kêu tiêu diệt hộ pháp thì 2 bay ở nhà dưới nhà, còn 4 lính á, là ngu đầu mã diện với Hắc Bạch Vô Thường, 4 bay đi với tao xuống dưới để tao coi nhà như thế nào. Là Nhật Tâm lên xe, Nhật Tâm đi phát một xuống dưới luôn. Rồi Nhật Tâm lên xe, Nhật Tâm đi về thì ở đây á, và dây của bé Nhung á hối lộ cho Hắc Bạch Vô Thường mỗi người cái miếng giấy tiền mà nó màu kia mà ở trên nó có nguyên một cái miếng vàng á, người ta gọi vàng lá, người ta gọi vàng lá đó. Mà nó không phải là cái miếng vàng 4 số 9 mà người ta ở ngoài mấy cái cửa hàng bán đồ mà giấy tiền vàng mã bán là vàng miếng số 9, không phải miếng đó. Cái đó ở dưới không có xài, ở dưới ông phủ là không có xài cái đó. Đóng 4 số 9 là đóng tầm 7 miếng vàng lá, để không biết để coi sân nhịt. Ở dưới xài có mấy loại tiền không? Sau này đưa mấy loại tiền tàu lao, âm binh, tiền đô, tiền gì thì nọ, ở đâu ra xài? Quay qua lại xài có mấy loại tiền đó à? Cái nó lót cho ông Hắc Bạch Vô Thường như là mỗi người 2 tấm, 2 thằng 4 tấm. Là đêm đó là coi như bé Nhung nó thấy là bà dì với Hắc Bạch Vô Thường. Con nói tới đó là chú hiểu rồi, chú cũng hỏi hai thằng đó tự khai rồi, để chú xử lý. Là nguyên ngày hôm đó là Nhật Tâm bận công việc đi nhận xe mới của bên thiện nguyện Happy á, tặng cho Nhật Tâm một chiếc xe cấp cứu mới. Sẵn đây anh cũng xin chúc mừng cho em luôn ha. Dạ. Được mạnh thường quân trong thời gian vừa qua thì cái ước nguyện để có được một chiếc xe để giúp cho được nhiều bà con. Nhưng mà có một anh rất là lòng tốt bụng đã gửi tặng chiếc xe đó cho em để giúp cho nhiều bà con hoàn cảnh khó khăn, để chuyến xe đi Nam Trung Bắc luôn phải không? Dạ đúng rồi.
Rất là mừng nha. Thì đó, nguyên ngày đó là Nhật Tâm phải lo vấn đề giấy tờ này nọ, chạy tới chạy lui thì không có xử lý được hàng lính đó. Thì rồi xong xuôi hết rồi, Nhật Tâm lên tắm rửa xong xuôi hết, Nhật Tâm xuống rồi. Gặp hát bệnh vô thường á, ở đầu Nhật Tâm lấy cái cây râu ra, Nhật Tâm gõn đầu nó. Hối lộ nè, hối lộ nè, hối lộ nè. Ba cây. Ba cây, thằng kia cũng vậy. Rồi xong tối bình thường xong sáng dậy hỏi bé Nhung. Tối qua con ngủ ngon không? Còn thấy hàng đó nữa không? Nó dạ hết rồi chú ơi. Ừ, tao quýnh nó mẹ. Nó chừa rồi. Coi như tao có 4 lính, tao quýnh hết mẹ 4 thằng nữa. Lúc em xử lý 4 lính đó thì nãy em Phong có kể cho anh nghe là em Phong là nói chung là sợ là gung hết trơn, là chạy ra sao bếp luôn đó. À, lúc đó là kiểu như là xuống quýnh bất ngờ lắm kìa. Vô quýnh kiểu như là vô quýnh là không nói tiếng nào hết luôn á. Là kiểu như là ừ Phong ơi mày coi chú mày dạy lính chú mày nè hay gì đó không. Te ra rút cái cây dài vậy nè. Như nó như là cái cây rơ mây á. Chú mày lại gõ ba cái lên đầu hát hát vô thường với ông Bạch vô thường. Gõ hai ông mà cái tượng hai ông mà lắc. Ừ, lúc đó là em phải nói là tim nó không còn đập nữa. Phải nói là đứng tim luôn là sợ mà chạy luôn. Tại đang đứng rất là gần luôn. Thấy xong là bỏ giò chạy mất tiêu luôn. Chạy xuống tắm bếp luôn trốn chứ. Là một hầu sao mới dám lên lại coi lại nữa. Và em tài xế Cường cũng vậy luôn á Nhật Tâm. À, nhưng mà trên cái nãy giờ hai vợ chồng của em Phong kể cho anh nghe kết hợp với em á, anh cũng có một số điều liên quan gì đó để anh hỏi thêm để cho anh cũng như bà con cô bác để hiểu và biết thêm á. Thì tại sao mà em chưa cho em Nhung này về nhà, mà tại sao em phải còn giữ em Nhung lại ở nhà em? Và nghe nói là em phải đặt hai ba cái tượng gì đó để đem tới cái phần đất của nhà em Phong. Thì cái việc này nó nặng dữ lắm, sao mà em phải dùng cái biện pháp thấy nó kéo dài vậy? Tại vì á, từ nào giờ là anh Hớn đi với em cũng bao nhiêu vụ rồi. À. Mình không có phải là như người khác làm trò, làm mèo, làm này, làm nọ. Làm cái gì cũng phải chờ thời gian. Từ vụ anh Hèn cũng 2-3 ngày. Cho tới vụ bà cụ 98 tuổi cũng mấy ngày. Đúng không? Đúng rồi. Tới, nhưng mà anh lưu ý anh để cái là tất cả những nơi đều có một tượng một. Nhưng riêng cái chỗ này nó lại tới 2 tượng lận. Thứ nhất, khi mà Nhật Tâm xuống dưới là nó như một cái, nó đúng luôn là như một cái động ma. Như, đúng rồi, có quỷ không? Đầy đủ á, không có thiếu một cái gì á. Rồi xong xuôi hết mà kêu đi về đi tu, về với Nhật Tâm đi tu thì lại không muốn về. Thì đó, mình cũng không phải là mình ép người ta, mình nói chuyện trong lòng từ bi. Bây giờ là muốn tu ở đâu? Muốn tu tại đây đúng không? Rồi ok, tôi sẽ cho một tượng địa tạng xuống cho đi tu. Địa tạng dắt đi tu, đúng không? Còn Nhật Tâm sẽ thỉnh thêm một tượng nữa là tượng mẹ Thiên Thù Thiên Nhãn, là để gia hộ cho cái ngôi gia đó được bình an, cho tất cả mọi người được bình an, không ai xâm vô được hết. Và cái cuối cùng là Nhật Tâm trị bà gì đó. Rồi xong xuôi hết, Nhật Tâm đưa bà về phòng cho cốt của Nhật Tâm đi tu luôn. Mà hồi nãy anh có nghe chỗ em Phong kể á, là cái ông cậu đó nói bà gì này hành quỷ thành tinh rồi. Là cái sự việc đó em nhìn nhận ra là đúng. Biết, không? Đúng. Vì là bà hành quỷ thành tinh rồi. Đúng rồi. Muốn bắt xác bé Nhung đi. Đúng rồi. Tại nói thẳng luôn là lúc chết cũng còn quyến luyến cái vấn đề mà cái bản ngã, cái tham á, nó vẫn còn. Quyến luyến chưa có muốn rời bỏ cái thế gian này. Mà trong khi đó cái cõi này là cái cõi gì? Cõi tạm. Để chi? Mình học và mình tu tập. Chứ không phải là mình, cái cõi này là để mình hưởng thụ. Nó khác biệt nhau cái chỗ đó. Cõi này là cái cõi gì?
cõi tạm để mình tu tập giác ngộ và giải thoát kiếp luân hồi, chứ không phải là cái nơi mà hưởng thụ sung sướng rồi mình tạo nghiệp. Bả đang đi lệch cái hướng đó, và cái bản ngã của bả đang lên cao. Và khi mà bạn gặp được cái xác của bé Nhung này là bạn rất là mừng. Kiểu mà đúng luôn. Tại tướng bà dì con mà lúc còn sống á, thì như vợ con, như y chang vợ. Là phải nói, nhỏ con ha. Nhỏ con, đẹp gái, da trắng. Nói chung là toàn bộ là phải nói là y chang bà hồi còn sống luôn. Cho nên là bà gặp là bà có nhấn mạnh một câu là, bà có lúc đó bà con nói là bé này y chang gì, y chang gì hồi còn sống á. Dì thích lắm, mê lắm. Nhưng mà dì bắt luôn nha. Dì ở luôn nha. Không, dì lúc đó là khuyên kêu đi, kêu là không, không đi, dì ở luôn, dì bắt luôn. Và lúc đó bà không chịu ra nữa. Là bà quậy cho tới cái lúc mà gặp chú Nhật Tâm. Là chú Nhật Tâm kêu là thành quỷ rồi, thành quỷ thành tinh rồi. Ghê vậy. Và em thấy ở đó nó ma quỷ đó nó nhiều quá. Là do cái phần mồ mả người ta nằm ở đó, hay là do chiến tranh, hay do gì mà tại sao đủ thứ tất cả luôn. Mồ mả có, chiến tranh có. Chiến tranh mà vô thường mà đâu ai biết trước được. Nguyên đại đội chôn vùi một chỗ mà. Nhiều lắm. Nhưng mà cái bản ngã của những cái vong linh đó là còn nặng quá hả? Chưa chịu đi theo em mà. Chưa có người dẫn dắt đi siêu thoát là một. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là bị dưới cơ cái bà dì của bé Nhung. Đơn giản thôi, ví dụ như bây giờ nè, hai nhóm xã hội đen đi. Đơn giản hai nhóm xã hội đen nó cùng nhau nó quýnh lộn đi, đúng không? Thằng nào cũng giác dao nữa, mình tự nhiên trong đó có thằng Trầm, nó trong người nó lộng, trong người nó có khẩu súng, nó nổ phát một nguyên đám đó ngồi xếp ra hết luôn. Cũng y như bà dì của Nhung, cũng vô chùa tu tập học phép thuật này nọ, là có phải hơn mấy người này không? Hơn mấy người này làm đại ca. Còn vấn đề mà nó thẳng luôn, hồi nãy ngồi nghe kỹ bé Nhung nó nói á, là cái vấn đề là mấy người lớn tuổi kéo này kéo nọ là dưới quyền của bà dì của bé Nhung. Rồi giờ bà dì bé Nhung kêu đi qua kéo đi, chứ bây giờ tao còn qua nữa à. Tại bây giờ một ông ăn hối lộ rồi bị lãnh đạo phát hiện, kỷ luật kiểm điểm, rồi giờ gặp ngược lại vui không? Không vui, không vui. Vì mày tao bị ký đầu nè, vì mày tao bị ăn cây nè, vui không? Không vui. Nên mà bả mà giác cái đầu lên là chụp bả liền. Nên bả kêu những người khác phải đi làm đi, có gì về báo, được cái về báo tao. Hiểu chưa? À, tức là sau khi mà em đã trừng trị ông ngu đầu mã diện với là hai ông hắc bạch vô thường. Ừ. Nhưng mà hồi nãy em Phong có nói là em Nhung là còn bị những cái vong linh khác. Đúng rồi. Để tới kéo chân kéo giò đó. Mà đích thân em Phong từng thấy và chụp lại luôn. Ừ. Thì đó là những cái hương linh đó, vong linh đó là lính của cái bà dì hai của em Nhung. Ừ. Do đó là em mới giữ em Nhung lại đó ha. Ừ. Để chừng nào mà trắng tượng rồi mới đưa về. Đúng rồi, khi nào xong xuôi hết là cho bé Nhung về lại bình thường. Là lúc đó Nhật Tâm giải quyết xong hết rồi. À, và còn... Nhật Tâm ở đây cũng nói luôn nè. Tất cả mọi người nhờ Nhật Tâm cái gì thì vui lòng nhắn tin. Nhiều khi á 1-2 giờ sáng gọi cho Nhật Tâm nhờ giúp, coi lúc đó là mấy giờ, là cái thứ nhất. Thứ nhì, Nhật Tâm đã nói là Nhật Tâm đang đi cấp cứu thì đừng bao giờ nói bệnh ra đây, cứu người là quan trọng. Còn vấn đề bệnh muốn gì nhắn tin, đủ duyên Nhật Tâm sẽ xuống giúp. Càng làm Nhật Tâm lóc luôn, nói thẳng. Nếu nhắn rồi chưa đủ duyên thì chờ, chờ không được thì thôi. Chứ đừng có nhắn rồi xong xuôi hết 3-4 ngày sau, ủa anh Nhật Tâm coi giùm em chưa, sao không giúp em. Không, không phải là ông nội của Nhật Tâm,
Nhật Tâm cũng chẳng lãnh tiền của ai mà phải nhiệm vụ và trách nhiệm phải làm. Ai đủ duyên thì Nhật Tâm làm. Đúng rồi. Như tình trạng của em Phong nè. Cũng nhờ là cái người, cái hương linh. Đúng rồi. Của cái ông cậu mà có tu tập mà qua nói bên tai của em. Đúng rồi. Em mới chịu đi. Em mới đi, còn nữa không, em cứ ủa em lo cái người người kia trước. Nhưng mà tại vì cậu của Phong lên tiếng cũng dạng tu nên đâm ra nói thôi được rồi để giúp. Là lúc đó là tưởng đâu là không có duyên. Thật sự lúc đó nhắn tin mà thấy lâu không trả lời á, nói rồi chắc không có duyên rồi, là chuẩn bị tinh thần rồi. Là lúc đó là mọi thứ đều chấp nhận rồi. Chắc theo anh nghĩ là cậu của em là một cái hương linh từng có tu tập, do đó là biết được Nhật Tâm là ai, do đó là mới đi kêu Nhật Tâm, nói thầm bên tai Nhật Tâm để cứu vợ của em mới được như vậy. Nếu mà em để cái tin nhắn đó hoài thì chắc Nhật Tâm bữa đó cũng chạy đi. Đúng rồi, đi đi chở cái xe cái người bệnh kia rồi phải đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi. Là bữa đó cũng không biết sao, tại chỉ biết là nhắn đại thôi, tại lúc đó túng quá rồi. Và kiểu như là chú có nói là toàn sự tự duyên, có gì thì sẽ đến. Thì lúc đó là con túng quá rồi, con mới hối mẹ con là kêu là bây giờ mẹ nhắn đi, mẹ nhắn đi, bây giờ đủ duyên thì nếu mà có duyên thì chú đến thôi, chứ giờ không có, bây giờ tình trạng này thì chấp nhận thôi, buông. Không biết sao mà lúc đó là em bị sập tinh thần luôn, là lúc đó là chỉ biết khóc thôi, chứ không biết làm gì nữa. Thật sự là lúc đó là kiểu như vợ con không biết gì rồi, con vợ nó còn đứa con riêng ở chú quê nhà nữa mà không ai lo, không ai nuôi á, mà gặp tình trạng đó nữa thì biết chấp nhận thôi, buông xuôi luôn. Rồi là chỉ biết lúc đó là ngồi năn nỉ nhân sinh, trong đó là ngồi khóc luôn thôi. À, làm điên làm khùng, thì lúc đó là nhận thức không còn nữa. Làm điên làm khùng là lúc đó mẹ em kể lại là chứ là mày làm điên mà làm khùng luôn. Là mới biết là mình làm điên làm khùng là vì vợ mình luôn. Là tình cờ lúc đó là chú nhắn tin gọi điện thoại làm mừng. Lúc đó mừng là lúc đó mới nghĩ là mình có duyên rồi, mình có duyên với chú rồi, là mới được chú giúp. Như coi clip như thế nào Nhật Tâm không biết, mà 2 giờ sáng gọi cho Nhật Tâm nhờ bán nhà ở dưới Đà Lạt. Trời ơi. Ổ số điện thoại của Nhật Tâm nói thẳng: giúp bà con nghèo khó khăn, vấn đề cấp cứu và mai táng. Chứ không phải là để trị bệnh. Và Nhật Tâm nói rõ luôn, lần này lần cuối, Nhật Tâm không phải là thầy bà và nhiệm vụ đi trị bệnh cho người ta. Đủ duyên, đủ phần, đủ phước thì Nhật Tâm mới giúp. Thì tạo nghiệp ra cho đã vô kêu. Giúp là giúp làm sao? Ủa tại sao lúc còn trẻ, lúc còn sống, sao lúc khỏe mạnh sao không tu? Tạo nghiệp cho đã vô, nằm ăn nằm chỗ rồi bây giờ bắt đầu kêu cầu cứu. Ủa sao không nghe suy nghĩ lại cái nghiệp mình đang gây ra? Rồi tự nhiên hai số điện thoại là để nhận, ví dụ như nửa đêm bà con nghèo cần cấp cứu, rồi có người nhà mất, gọi Nhật Tâm xử lý. Tự nhiên gọi 2 sáng gọi qua, chú Nhật Tâm, chú Nhật Tâm nói dạ có chuyện gì, tưởng người gia đình có ai chết hoặc cần cấp cứu gì. Chú ơi giúp tôi bán cái nhà ở Đà Lạt. Nhật Tâm hỏi thẳng: cô biết giờ này mấy giờ chưa? Muốn gì nhắn tin, đủ duyên giúp. Điện kêu giúp bán nhà nữa hả? Thì thông qua một số clip sau này, Nhật Tâm có nói rất rõ ràng quý bà con cô bác. Mình cũng sợ là quý bà con cô bác xem không kỹ, không nghe lời Nhật Tâm đã nói thông qua mấy clip trước rồi. Có cái việc gì thì bà con cô bác mình cứ quay clip, hoặc là mình trình bày qua cái tin nhắn, hoặc là quay clip ngắn gửi qua cái Zalo. Thì Nhật Tâm chừng nào rảnh sẽ xem, và xem đủ phần phước của ai như Nhật Tâm đã nói, đủ gì Nhật Tâm sẽ giúp. Còn bà con cô bác cứ điện cứ hối thì cái đó thì cũng làm phiền Nhật Tâm. Trong vấn đề mà để dành cái số điện thoại mà để đi cứu bà con khác. Mà đã nói là ở đây là mình không phải là thầy bà. Mà cứ gọi điện là thầy à thầy. Nó ở đây không phải làm thầy mà cứ làm thầy hoài. Đủ duyên thì giúp. Chứ mình đâu mình có mình đã mở lòng từ bi mình giúp mà toàn cái gì đâu không. Mà hồi nữa gọi điện cho Nhật Tâm y như ra lệnh á. Ủa tôi gửi hình, gửi tin nhắn cho anh coi chưa? Sao anh không trả lời tôi? Ủa nhà tao còn cái bàn thờ kìa, mày lên chở mày ngồi luôn đi. Trời ơi là trời.
nhiều cái Nhật Tâm không hiểu luôn á, và không hiểu là suy nghĩ như thế nào. Thì anh cũng hy vọng rằng thì thông qua cái clip này nữa thì bà con cô bác xem và cố gắng hiểu và có gì thực hiện theo những gì Nhật Tâm đã nói nãy giờ. Muốn cần thiết gì thì trình bày qua cái tin nhắn bằng Zalo hoặc là gửi video ngắn rồi để đó. Nếu đủ duyên, Nhật Tâm sẽ tự động sẽ điện thoại lại và báo. Chứ anh thấy thì nếu mà tính ra mà cái phần mà nói liên quan về tâm linh á, thì rất là nhiều vô số kể. Đúng rồi. Mà nếu mà ra tay mà đi dị á, thì làm sao mà giúp được. Giúp nổi. Do đó là em cũng nhìn nhận là cái ai được đủ duyên với em hoặc là phần phước kiếp trước kiếp gì đó. Ừ. Thì em mới ra tay thôi. Nên tại sao Nhật Tâm hay kêu là vạn sự tùy duyên lại vậy đó. Cũng như là cái bữa mà em chừng chị á, cũng như là chừng chị phải không? Em nói là bốn thằng lính của em, ừ, à, từng cứu đầu, từng khó mà khiến cho em Phong này nè, cùng với tài xế của em phải giật mình, phải đi chỗ khác luôn, ừ, và nhìn lén lại thôi. Ừ. Nhớ như anh không đủ duyên để quay được cái thước phim đó. Ừ. Nếu mà quay được thì thấy rất là hay. Sẽ nhìn được hình dáng của em lúc đó, mặt mày của em và cách tư cách em chị và em nói chuyện như thế nào. Sẽ rất là hay nữa. Ờ mà có điều này anh hơi thắc mắc. Như là hồi nãy em Phong cũng như em Nhung là nói là ông ngu đầu mái diện. Mà tại sao đi bắt hồn của em Nhung mà không muốn trả? Tình hình đó là Nhật Tâm ở đời trước Nhật Tâm cũng nói rồi. Ngu đầu mái diện á là bắt những người thành quỷ thành tinh. Những người mà mới mất á thì hắc bạch vô thường sẽ đi dắt về. Còn những người mà dạng lâu năm thành quỷ thành tinh, nói đúng luôn là cái lực của hắc bạch vô thường không đủ để mà dắt về, thì phải nhờ tới ngu đầu bãi diệt dắt về. Thì ngu đầu á là chủ yếu là đi bắt bà dì của Mỹ Nhung về, chứ không phải là bắt Mỹ Nhung. Nhưng mà tại vì bé Nhung lơ là quá, rồi thương bà dì quá, nên đâm ra ông ngu đầu cũng giận, cũng hốt luôn cả hai. À, tức là để cho bà dì này phải vào xác của đúng rồi. Nhung một cách dễ dàng. Yeah, là lúc đó là ông ngu đầu ông còn nhắn mặn một câu đó, là tại vì con không có trách nhiệm với cái xác này. Ông nói là con không có trách nhiệm với cái xác này, với một phần á là do con để cho bả vô, để cho bà dì của con vô, rồi để bà lộng hành cho tới bây giờ. Mà bây giờ bà trốn, không bắt được là bắt con thế. Không còn nói gì nữa đó. À, lúc đó là nhập vô nói hay là... Kiểu như là mượn một cái trung gian để nói. Mà kiểu như là như chú Nhật Tâm nhờ con nói lại cho bé Nhung nghe. Nó kiểu như là vậy. Là lúc đó con mới nghe lại được, là con mới sợ, là lúc đó chỉ biết là gian sinh, quỳ lại là xin ông thôi, chứ không biết làm sao nữa. À, vậy là ông ngu đầu là giống như là tức giận rồi mới bắt hồn của... Đúng rồi. Dạ đúng rồi, lúc đó là ông đó, ông rất là giận luôn. Phải nói là ông rất là giận, ông lên giọng rất là cắt luôn. Và phải nói là bây giờ là ông còn nhấn mạnh nữa là tụi mày làm mất thời gian của tao đâu, tao bắt luôn, không có chờ nữa, không có nương nhượng nữa, bắt luôn. Là lúc đó là con bị sụp tinh thần luôn, con chỉ biết ngồi khóc và quỳ lại danh sinh thôi. Nhưng mà kéo dài thời gian hơn là được, mà cho chú Tâm xuống giúp đỡ. Chỉ cần mà chú Tâm xuống chảy kia thêm một phút hoặc là vài giây nữa thôi là vợ con sẽ không chịu trụ nổi nữa. Là lúc đó là vợ con là ngất rồi, ngất liệm rồi. Khi mà biết được chú Tâm là tới gần nhà rồi, cách nhà chỉ còn khoảng là vài chục mét nữa thôi. Đó là vợ con mới biết được cái kiểu như là biết được một cái sức mạnh của chú Nhật Tâm á. Lúc đó vợ con mới bừng tỉnh lại. Là la làng lên là chú Nhật Tâm ơi cứu con, chú Nhật Tâm ơi cứu con, chú ơi chú cứu con chú ơi. Là lúc đó là chú vừa tới cổng nhà là vợ trong này là bắt đầu nhào rồi. Nhào chạy ra và đang chạy ra gần cửa phải không. Là ông đó ông đứng đó ông không cho ra. Ông kêu là chạy ra là bắt liền. Đó là lúc đó chú Nhật Tâm bước vô khỏi cổng là đi một cái tướng rất là khác người. Em Nhung còn nhớ cái lúc đó là em thấy không? Thấy những cái người mà đứng kêu em không? Dạ không, không có nhớ được. Không nhớ hả? Dạ. Lúc đó là phải nói là ý thức không còn nữa. Thật sự lúc đó là ý thức dạng không còn, là
kêu là phải nói đúng hơn là 3 giây quyết định cuộc đời luôn. Là trong vòng 3 giây đó là không tới kịp nữa là thua. Là lúc đó là vợ em vừa kêu là chậm một giây nữa là xong. Là lúc đó vợ em là gục xuống luôn, là nó không ổn định nữa. Ừ. Cái đó là cái cảm nhận của em thấy được trước mắt đó. Còn cho anh hỏi Nhật Tâm á, ví dụ như mà em vô tình đi, mà em suy xét không kỹ á, mà em đi chạy xe cứu thương để rước một cái hoàn cảnh mà nãy em nói đó, để trở về để cho người nhà gặp mặt để chết đó. Ừ. Thì nếu mà em đi giúp cái ca đó trước, thì nếu mà em qua bên đây chở á, thì cái chuyện gì sẽ xảy ra đến em Nhung nha? Bé Nhung sẽ mất mạng. Mất mạng, giống như là ông... Thì con cứ suy nghĩ một điều là vạn sự tùy duyên. Cái nghiệp, cái phước, cái nhân, cái quả, cái báo có đầy đủ hết. Nhưng mà tại vì bé Nhung có duyên để nhắn tin tới, nhưng mà không có phước để được hưởng, thì phải chịu. À. Chỉ nhờ là nhờ cái hương linh của ông cậu. Đúng. Đi báo Nhật Tâm thôi. Thì khi mà mình nhận được là bắt đầu mình mới, nó như cái ngã ba đường á. Một mình không thể nào sẽ làm ra làm đôi được hết. Thì lúc đó là một quan trọng, nên Nhật Tâm nó nói là mình lấy cái lòng, cái tâm mình ra, cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn, rồi mình tâm thì phải có trí tuệ. Vạn sự từ tâm, nhưng mà từ tâm nhưng mà phải có đi đôi với trí tuệ. Chứ bây giờ mình làm bằng cái tâm mà hồi nữa mình làm thành, mình làm ngu si cũng vậy à. Cái trí tuệ của mình, mình giúp bên đây mà mình bỏ bên kia mất mạng thì nó cũng như không. Đúng rồi. Nên đâm ra mình ngồi bây giờ bên này đường nào cũng chết, bên kia không cứu là sẽ chết, mà cứu là sẽ sống. Nên quan trọng là cái người kêu nhờ mình, rồi coi cái phần phước của bé Nhung như thế nào nữa. Ok, rồi xuống chụp liền, đưa đi liền luôn, khỏi nói tiếng nào hết luôn. Và cái địa điểm của nhà của em Phong là nghe nói ở Sài Gòn phải không? Dạ đúng rồi, là nằm ở Hóc Môn. Hóc Môn á. Dạ. Và em dự định là chừng nào em mới thỉnh mấy tượng đó và là để lên cái chỗ đó. Hôm nay là chủ nhật à, chắc trong tuần, trong tuần tới này ha. Ừ. Dạ, hôm nay thứ bảy, tại làm sớm để cho mấy Nhung về. À, chứ còn, mình không có để lâu. Còn nếu là em chưa kịp để là bé Nhung phải vẫn ở nhà em. Đúng rồi. Nếu về là bị những cái hương linh khác. Đúng rồi. Vô nữa. Thì bây giờ còn nước chân là mình phải dập luôn. Mình dập luôn cái nước chân đó rồi để chi? Để cho không còn nữa, và bắt bà gì đó đi về đi tu luôn, khỏi đi khỏi. Nó đúng luôn là mình dắt về xong là coi như là y như mình bắt đi tu, giam luôn cho đi tu á, là khỏi đi về nhà luôn á. À. Tại vì ví dụ như nhiều khi á, bây giờ suy nghĩ đơn giản thôi, một người bình thường đi qua gặp anh cảnh sát giao thông mà ví dụ như lỡ vi phạm đi, đúng không? Ví dụ như lỡ vi phạm năn nỉ anh giao thông rồi anh giao thông cũng bỏ đi, thì cái hương linh bà gì đó bà nói với ông Địa Tạng, ông Địa Tạng cũng siêu lòng thôi, thấy tội nghiệp quá thôi cũng cho, nhưng mà đâu có biết cho xong về nó làm loạn. Rồi bây giờ Nhật Tâm phải xử xong bắt lên, rồi bàn giao cho Địa Tạng nha, cho đi tu nha, rồi xong rồi không có cho về nữa, còn muốn về là tính sao á. Nói đúng luôn là hương linh đó ngoài đi tu ra mà muốn về nhà là phải qua Nhật Tâm mới được về nhà, còn không có Nhật Tâm không đồng ý là đố dám về nhà. Bởi vì cái gì cũng tùy theo cái vạn sự tùy duyên. Đúng rồi. Như cái khoảng mấy ngày trước em có nhắn tin cho anh nói là anh Hấn ơi, giờ có một cái ca này dữ lắm, anh quay được thì lên quay phim. Ừ. Nhưng mà cái lực của anh á, không bằng em, đâu có bằng em được. Em khác anh thì giống như là người bình thường đi,
Đúng. Cái lịch của anh theo em một tháng mấy nay á, anh quay phim toàn là quay từ 11 giờ trở lên cho đến 2, 3, 4, 5 giờ sáng. Do đó là anh cũng chịu hết nổi rồi. Do đó là không đủ duyên để quay được những cái thước phim mà em từng đến nhà của em Nhung cũng như là về nhà của em để trừng trị cho bốn lính gì của em đó. Phải mấy thước phim đó mà anh quay được thì xem khán giả xem sẽ rất là hay. Nhưng mà hôm nay được có duyên được hai vợ chồng em Phong cũng ngồi đây cũng kể lại và cũng như những câu chuyện xảy ra là có thật. Thì cũng cảm ơn hai chồng em cũng dính thời gian chia sẻ ha. Và cái thời gian mà của em mà để đi đến đó, để chấn tượng á, thì nếu mà anh không có hứa nha, nếu mà có duyên anh sắp xếp đi được á thì anh sẽ đi. Tại vì cái thời gian của Nhật Tâm á quý bà con cô bác là chỉ đi rước những hương linh và giúp những về phần tâm linh là đi từ 11 giờ đêm đến khoảng 3, 5 giờ sáng. Chừng nào mà nghe tiếng gà gáy là lúc đó là vô tác dụng. Anh em mình mà ngồi đây trò chuyện á, thì có mấy lần cũng như vậy đó. Ngồi tới 2, 3 giờ sáng gà gáy lên là Nhật Tâm là hết biết đường và không có nói chuyện được gì hết. Đó là sự thật. Rồi vậy mình cũng nghỉ đây để cho hai em này để nghỉ ha. Chứ anh với em thì ngồi tới 4, 5 giờ sáng cũng được. Rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Cao Hớn cũng xin tạm dừng clip đây quý bà con cô bác. Nếu mà dài và bữa nữa mà Cao Hớn mình đủ cái năng lực, đủ cái sức khỏe và nếu có duyên được đi đúng ngày cùng với Nhật Tâm lên để giúp cho hoàn cảnh của hai vợ chồng em Phong này thì Cao Hớn mình sẽ đi tiếp nha. Chứ mình không có hứa những cái clip sau, tại cái đó cũng quản sự tùy duyên thôi.